Một tòa nhà 8 tầng bao gồm rạp chiếu phim, nhà nghỉ, cửa hàng, khu căn hộ bất ngờ bị sụp đổ, chỉ trong 4 giây biến thành đống đổ nát. Thảm kịch này đã khiến 54 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Điều đáng nói là thảm kịch này lẽ ra đã có thể tránh được. Sự việc xảy ra ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam vào tháng 4 năm 2022. Trong những người thiệt mạng, có 44 sinh viên đại học, nhân viên quán trà sữa, nhân viên phục vụ nhà hàng và còn có cậu bé giao hàng. Ngôi nhà thuộc tập đoàn Bàng Thụ Loan, được người dân xây vào năm 2012. Ban đầu là một tòa nhà 5 tầng, một số có 6 tầng, đến năm 2018 đã tự xây tăng thêm 8 tầng và có nơi 9 tầng, cao tới 26,3 mét. Trong suốt quá trình xây dựng, chủ nhà không hề báo cáo với bất kỳ cơ quan nào. Việc thiết kế và thi công đều do những người thợ không có chứng chỉ chuyên nghiệp thực hiện, dẫn đến cấu trúc và chất lượng xây dựng có những vấn đề nghiêm trọng tiềm ẩn. Điều sốc hơn nữa là, ngoài trừ tường gạch kiên cố ở tầng 1, từ tầng 2 đến tầng 5 đều sử dụng tường rỗng, khả năng chịu lực kém, kết cấu công trình như vậy tiềm ẩn rủi ro lớn, cuối cùng dẫn đến thảm kịch. Ngoài bộ phận xây dựng, các bộ phận quản lý đô thị và kế hoạch cũng chịu trách nhiệm giám sát việc xây dựng trái phép. Nhưng các bộ phận thường đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Một số quan chức biết về những nguy cơ tiềm ẩn của các công trình xây dựng trái phép nhưng lại làm ngơ. Điều kỳ lạ hơn nữa là, tòa nhà của nhà họ Ngô rõ ràng được xây dựng trái phép, không những không được giám sát mà còn được nhiều thương gia thuê sau khi xây dựng. Trong tòa nhà có nhà hàng, rạp chiếu phim tư nhân, khách sạn gia đình, v.v. Khó tin hơn, việc nhận được quyền kinh doanh nhà nghỉ gia đình lại không cần phải trải qua kiểm định an toàn nhà cửa. Một tổ chức tên là Công ty Kiểm định Công trình Tương Đại đã cấp báo cáo đánh giá cho những ngôi nhà có vấn đề, khẳng định rằng chúng đáp ứng điều kiện an toàn sử dụng. Tổ chức cực kỳ vô trách nhiệm này ban đầu được Lưu Vạn Toàn, nguyên phó đội trưởng đội quản lý công an quận Vương Thành, giới thiệu cho các chủ nhà trong khu vực. Lưu Vạn Toàn cho biết bản thân đã nhận được 23.000 nhân dân tệ từ tổ chức này. Sau khi xảy ra tai nạn, quận Vương Thành đã kiểm tra và phát hiện ra 7.180 tòa nhà được cải tạo và mở rộng không phép, trong khi toàn thành phố có tới 44.000 tòa nhà như vậy. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cả 3 cấp tỉnh, thành phố và quận đều không kiểm tra và xác minh những dữ liệu này. Thảm kịch này thật sự là một thảm họa do con người gây ra. Vụ sập nhà năm đó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới, kết thúc với 9 người bị bắt về tội hình sự, 4 công chức bị chuyển giao cho cơ quan tư pháp và 62 công chức nhận các hình thức kỷ luật ở các mức độ khác nhau.